Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, 29 tháng 3 năm 1975, 29 tháng 3 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật hai bên bờ sông Hằng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố cũng như khách du lịch đến với Đà Nẵng. Với chủ đề Đà Nẵng tháng 3, chương trình với hội trường phố có sự góp mặt của gần 260 nghệ sĩ diễn viên đến từ quận Sơn Trà, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố và các câu lạc bộ khiêu vũ được tổ chức định kỳ từ 19:30 đến 21:30 thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng. Đoàn biểu diễn diễu hành trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Lý Nam Đế đến giáp đường Triệu Việt Vương và quay lại. Tại các điểm dừng, các vũ công biểu diễn những điệu nhảy trên nền âm nhạc của Việt Nam và quốc tế, kết hợp với những bộ trang phục độc đáo đầy màu sắc cùng phong cách hóa trang carnival đã mang đến một không gian văn hóa sôi động hấp dẫn, đem đến trải nghiệm thú vị cho người xem. Hôm nay thực sự là rất là bất ngờ, bởi vì là quay trở về thành phố sau một cái thời gian dài mà có dịch ấy, thì thấy một cái sự kiện là vô cùng là tuyệt vời, nó chạm đến cảm xúc của những người đến là khách du lịch đến đây. Hòa cùng không khí nhộn nhịp của vũ hội tại bờ Tây Cầu Rồng, chương trình âm nhạc đường phố cũng diễn ra các màn trình diễn âm nhạc, nhạc cụ hấp dẫn đến từ các ban nhạc, nhóm nhạc, nghệ sĩ trẻ tại Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình có nhiều hạn chế về kinh phí, vì vậy dự kiến mỗi tháng sẽ trình diễn một lần vào tuần thứ hai hoặc thứ tư của tháng. Cái phần âm nhạc đường phố đợt này thì nó sẽ liên quan tới cái phần mở lại du lịch của Đà Nẵng. Thì mình thấy là đó là một cái cơ hội để mà thu hút nhiều du khách hơn, là với lại phổ biến hơn với lại mọi người tới với lại Đà Nẵng. Với những hoạt động hấp dẫn mà ý nghĩa thiết thực đã góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa hết tinh thần của người dân và du khách khi đến vui chơi giải trí tại thành phố Đà Nẵng. Qua đó thúc đẩy ngành du lịch nhanh chóng phục hồi sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.